Thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi quý vị một số thông tin bất động sản đáng chú ý. Dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài đoạn giao với phố Tô Hiến Thành đến đường Đại Cô Việt, có tổng chiều dài là hơn 600m thuộc địa bàn phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong khi dự án đang được tích cực triển khai, thì hai bên tuyến đường đã xuất hiện một số công trình dạng siêu mỏng siêu méo có nguy cơ mất an toàn cao. Dự án xây dựng đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, đoạn từ phố Tô Hiến Thành đến phố Đại Cô Việt, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trước Tết Dương Lịch năm 2018. Dự án phải thu hồi đất đối với 75 hộ dân, cá nhân và 6 tổ chức. Đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2017, toàn bộ 10 hộ dân trong diện phải cưỡng chế đã chấp nhận việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công dự án. Tuy nhiên hiện hai bên tuyến đường, một số người nhà sau khi phá vỡ chỉ còn lại phần diện tích siêu mỏng được che đậy tạm bỡ chờ tu sửa lại. À, tôi thấy là nó sẽ không đảm bảo an toàn vì nó sẽ dễ xảy ra cháy nổ, à, không đảm bảo đến người dân xung quanh, ảnh hưởng đến người dân xung quanh, có những, những nguy hiểm. Không chỉ có nguy cơ mất an toàn giữa tuyến đường rộng khang trang, việc xuất hiện những ngôi nhà có hình dáng kỳ lạ đã gây ra những hình ảnh phản cảm bức xúc trong dư luận. Cặp ấy thì cũng đã nhìn thấy rồi, vì rằng là nó nó mỏng mà nó xấu lắm, nó không ra một cái gì luôn. Ở thì không ở được, thế nhưng có cái là nhà của họ nó còn một tí đất thì nó mặt đường. Thì là người ta muốn tự tận dụng để bán hàng, mà nhất thì còn ở thì nó chán lắm mà cũng không ở được mình xem nó thu hoạch như thế nào để làm cho con đường mở rộng nó ra cho cho nó đỡ dân tình mình đi đỡ khổ khả năng mà mà người ta lấy cái chỗ đấy làm đền bù ấy, thì giải cho người ta chống một chỗ khác. Với nhà siêu mỏng siêu méo, thành phố Hà Nội đã có đủ văn bản pháp quy như Nghị định 39 của Chính phủ, Nghị quyết 15, Nghị quyết 16 của thành phố và hướng dẫn 3.382 của Sở xây dựng để hướng dẫn các địa phương xử lý. Với những nhà siêu mỏng siêu méo mới phát sinh, Sở xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương xác định lại từng trường hợp và làm việc với chủ sở hữu để tiến hành hợp khối, trong trường hợp các gia đình không thể thỏa thuận hợp khối, thì chính quyền địa phương sẽ áp dụng quy định để thu hồi, xử lý theo quy định. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horia vừa mới có công văn hỏa tốc gửi Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường một số kiến nghị xung quanh việc bổ sung điều chỉnh luật đất đai 2013. Đáng chú ý trong công văn này, Horia kiến nghị nhanh chóng thay đổi chính sách thu tiền sử dụng đất như hiện nay. Theo Horia, cơ chế thu tiền sử dụng đất như hiện nay chưa minh bạch, hợp lý và dễ phát sinh các yếu tố tiêu cực theo đó thì toàn bộ quy trình thực hiện xác định tiền sử dụng đất của các dự án tại thành phố Hồ Chí Minh đang do Sở Tài chính giữ vai trò chủ đạo. Quy trình hiện nay chưa có cơ chế để người sử dụng đất thể hiện ý kiến của mình. Hơn nữa theo Horea, cơ chế lựa chọn đơn vị tư vấn có giá chào thầu thấp nhất thông qua đấu thầu công khai trên internet cũng dẫn đến cơ chế xin cho và tiêu cực. Bởi có không ít đơn vị tư vấn chỉ bỏ thầu vài trăm ngàn đồng để được trúng thầu và sau đó được độc quyền xác định giá đất dự án. Do đó, Hiệp hội đề xuất một số giải pháp nhằm minh bạch quy trình xác định tiền sử dụng đất cho phép doanh nghiệp được tham gia và được quyền nêu ý kiến khi thẩm định giá đất, xem xét chi phí giải phóng mặt bằng dự án của đơn vị mình. Đấu thầu rộng rãi trên mạng Internet để chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất có năng lực thay vì có giá thấp nhất giao thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong trường hợp thu hồi đất, giao đất cho thuê đối với hộ gia đình cá nhân. Về lâu dài, hiệp hội này tái kiến nghị bỏ hẳn khái niệm tiền sử dụng đất mà thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất với thuế suất được đề xuất từ 10 đến 15% bản giá đất. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa mới công bố danh mục dự án xây dựng trên một số tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, trong đó thì có 8 dự án theo hợp đồng BOT có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 104.000 tỷ đồng. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành quyết định về việc công bố danh một dự án xây dựng trên một số tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Trong đó có 8 dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT. Tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 104.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư nhà nước là khoảng 40.000 tỷ đồng. Cụ thể 8 dự án bao gồm đường bộ cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn diễn Châu, diễn Châu bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết dầu dây Đồng Nai. Hiện 8 dự án trên đang hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và dự kiến hoàn thành cơ bản công tác đầu tư xây dựng vào năm 2021. Bộ Giao thông Vận tải cho biết mục tiêu đầu tư các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải của một số đoạn tuyến cấp bách, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong khi căn hộ cho thuê cao cấp loại từ 1 đến 2 phòng ngủ đang thừa so với nhu cầu, thì loại 3 phòng ngủ lại có xu hướng thiếu, theo đánh giá từ Bộ phận cho thuê thương mại căn hộ dịch vụ cao cấp Savills Việt Nam. Theo nhận định của Savills Việt Nam, thị trường cho thuê căn hộ dịch vụ cao cấp đang phát triển mạnh tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nhà phát triển bất động sản đều đang có xu hướng đầu tư vào loại hình này với những kỳ vọng lớn và lượng khách hàng ổn định trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo đánh giá của Savills, nguồn cung căn hộ cao cấp cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh cho phân khúc 3 phòng ngủ đang có xu hướng thiếu, trong khi căn từ 1 đến 2 phòng ngủ thì đang thừa so với nhu cầu. Hiện căn hộ 3 phòng ngủ đang có giá cho thuê bắt đầu từ mức 3.300 đô la Mỹ một tháng và phân khúc 1 2 phòng ngủ có giá dao động từ 900 đến 2.700 đô tùy vào vị trí và diện tích mỗi căn. Trong đó quận 1, quận 3 và Phú Nhuận là khu vực có công suất cho thuê tốt nhất hiện nay. Cũng theo đánh giá của Savills, nhu cầu thuê chỗ ở sẽ còn gia tăng trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, trong khi giá cho thuê dao động từ 900 đến 5.000 đô la một căn tại Việt Nam vẫn còn thấp so với mặt bằng chung các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Do đó, Savills Việt Nam cho rằng giá thuê căn hộ cao cấp sẽ còn tiếp tục tăng nhẹ trong năm 2018. Cầu treo mặt kính dài nhất thế giới vừa chính thức mở cửa đón du khách vào ngày 24 tháng 12 tại núi Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, thu hút hơn 3.000 du khách ghé thăm. Cầu treo mặt kính dài 488m, rộng 4m, treo ở độ cao 218m giữa hai vách núi. Đây là chiếc cầu treo mặt kính dài nhất trên thế giới. Nhiều du khách thích thú trước công trình này. Chúng tôi đi bộ ra đến giữa cầu và nhìn xuống thì thấy rất tuyệt vời. Mặt kính trong suốt cho chúng tôi cảm giác như đang đứng trên không 200m. Nhà thầu cho biết cây cầu này được lát bằng 1077 miếng kính, mỗi miếng dày 4 cm và được gia cố bằng 12 dây văn nặng 126 tấn. Cây cầu này cũng được cho là đạt chuẩn công trình chống thiên tai bao gồm sạt lở và động đất. Thưa quý vị, theo thông tư số 102 của Bộ Tài chính, thì từ đầu tháng 12 này, người Việt, người Việt Nam sẽ được tham gia chơi tại các điểm kinh doanh casino tại Việt Nam nếu như chứng minh có đủ năng lực tài chính. Theo đại diện Việt Nam của JLL, thì điều này sẽ tạo ra tiềm năng rất lớn cho thị trường casino trong nước, qua đó tạo điều kiện phát triển cho bất động sản nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm. Potential for casino market. như chúng ta đã biết vừa qua chính phủ đã thông qua quy định cho phép người việt nam được chơi tại các casino việt nam nếu như đáp ứng được một số điều kiện về thu nhập điều này sẽ mở ra một cơ hội đầu tư rất tốt bởi nhu cầu về casino tại việt nam là rất lớn không chỉ có nguồn cầu cho người ngoại quốc mà còn cả cho người nội địa trên cơ sở nguồn cầu lớn như vậy thị trường casino đang rất thu hút với các nhà đầu tư các nhà quản lý casino chuyên nghiệp trên khắp thế giới sẽ đổ về đây và sự phát triển của casino nói cho cùng là nằm ở chính sách của chính phủ chính phủ vẫn có thể kiểm soát được casino thông qua việc hạn chế số lượng giấy phép được phát ra cũng như chính sách quản lý về việc hoạt động của casino không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến các vấn đề xã hội khác Đứng ở góc độ của một nhà tư vấn qua bài học của rất nhiều quốc gia xung quanh chúng ta chẳng hạn như Singapore. Chúng tôi thấy rằng nếu thị trường casino phát triển thì sẽ mang tiềm năng rất lớn, không chỉ từ doanh thu của sòng bài mà còn là dịch vụ, bất động sản nghỉ dưỡng và các dịch vụ phục vụ cho người chơi tại các sòng bài. Điều này sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm, tạo ra nhiều thu nhập.